Ok, shop Lợi Slick Shop xin chào toàn thể tất cả các bạn đam mê nắng cao su nhé. Hôm nay thì shop có một cái video xả hàng Thunder ZK. Đây, Thunder ZK, GZK đen nhé. Và GZK vàng. Đấy, GZK 0.66, 0.66. Đấy, GZK ben 0.66 vàng. Và GZK đen 0.66 luôn. Đây các bác nhé. Đấy, hai loại thun này lực đều tốt cả, lực rất là ổn định luôn. Các bác nào muốn mua thì các bác liên hệ vào số điện thoại trên Zalo nhé. Xả hàng với giá là 100.000 một mét. 100.000 một mét được tặng kèm cái gì? Được tặng kèm 10 miếng da đi kèm nhé. 10 miếng da. 10 miếng da ba lỗ đây. 10 miếng da ba lỗ, các bác lấy da nhỏ thì có da nhỏ đây. Có loại da nhỏ. Đây, 10 miếng da này. Và hoặc các bác có thể lấy cái da to hơn xíu. Da này thì bắn bi 6, bi 7 đều được này. Da này thì các bác có thể bắn bi 6, bi 7, bi 8 đều được hết. Nó to hơn. Đấy, bác nào muốn thích hợp da to thì những loại da này thì nó đều có cái độ dai và độ mềm vừa phải nhé. Đó. Các bác nào thích da cứng hơn thì các bác có thể yêu cầu da cứng hơn nữa. Nhưng mà thông thường thì em sẽ tặng kèm hai loại da phổ thông này. Là hai loại da không mềm lắm, không cứng lắm. Là ai cũng bắn được. Ai thích da to thì lấy da to, còn ai thích da nhỏ nói là lấy da nhỏ nhé. Bắn bi 6-7 hoặc là bắn bi 7-8 hoặc là chuyên bắn bi 7, thích da to nói da to nhé. Đó. 10 da. Một cuộn chỉ này là cuộn chỉ 20m nhé. Đây, cuộn chỉ 20m. Và một cái cây rút thun. Đấy. Rút thun qua tấm da các bác nhé. Để cái cây rút thun này bỏ thun vào rút ra. Đấy. Để rút thun qua tấm da này cho dễ, đỡ các bác cầm bằng tay cái kéo cho nó mệt. Đó, cái cây rút thun. Thì GZK này em bao cắt cho các bác tất cả các khổ nhé. Bao cắt nhé. Thun này bao cắt tất cả các khổ. Còn bác nào muốn mua thun cuộn này thì giá rẻ hơn nhé. Mua thun cuộn này thì cứ 150.000 một cuộn 2m này. 150.000 một cuộn 2m này nhé. Còn em xả ra, em bao cắt, em bao tặng hết cái phụ kiện cho các bác giá 100.000 nhé. 100.000 chưa phí ship. 100.000 chưa phí ship. Đó, các bác nào mua 2m, 3m thì phí ship một lần chỉ 30.000 thôi. Các bác mua vào, mua về mà bắn, tranh thủ trong cái thời dịch Covid này nó hoành hành. Nên vậy các shop đa số thì tất cả các sản phẩm trên thị trường đều giảm giá cho người dân, bởi vì trong thời đại hơi khó khăn. Đấy. 100.000 một mét các bác nhá. GZK tặng kèm cho 10 da, một cuộn chỉ và một cây luồn thun. Bác nào muốn mua freeside và cực địa trắng em cũng đều có hết. Freeside và cực địa trắng thì giá tạm thời là 120.000 một mét chưa phí ship các bác nhá. Đó, còn GZK thì giá rẻ hơn. Đó. Đây là xả hàng riêng cho cái dòng 0.66 dòng thun mỏng. Còn dòng thun dày thì giá cũng chỉ 120 thôi. Các bác nào muốn mua dòng thun dày thì 120. Còn thun dày hơn ấy thì bác nào mua thun dày hơn ấy thì các bác liên hệ vào shop để tham khảo giá nhé. Liên hệ vào số điện thoại trên Zalo để tham khảo giá nhé. Trên video này là em xả hàng GZK 0.66 này. Thì các bác bắn sẽ rất là lực và mạnh đấy. Các bác xem video đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo nhé. Nhấn đăng ký kênh rồi nhấn vào cái biểu tượng chuông á để theo dõi những cái video tiếp theo. Sau đó là các bác mua hàng thì các bác tiến hành, các bác vào Zalo các bác nhắn tin giúp em nhé. Cảm ơn các bác.